Chào bạn, trên tay mình là cái đầu đèn dành cho Exciter. Và cái điểm đặc biệt của cái đầu đèn này là nó sử dụng những cái diode LED. Nghĩa là chiếc Exciter nguyên bản của Yamaha nó không sử dụng ống LED. Tuy nhiên thì hãng GBAT của Việt Nam đã đổ một cái đầu đèn LED dành cho chiếc Exciter này. Thì công nghệ LED cũng đang được phổ biến dần dần trên những cái mẫu xe gần đây, đặc biệt là trên những mẫu xe của Yamaha. Honda Winner thì có rồi, nhưng mà Exciter vẫn chưa có. Thì nếu mà các bạn nào đang có chạy Exciter muốn nâng cấp lên đèn LED thì có thể sử dụng sản phẩm của GBAT. Ở đây mình có một cái đầu đèn được thiết kế giống y chang như đèn của Yamaha hãng, và họ gói gọn tất cả mọi thứ ở trong cái đầu đèn này luôn. Và các bạn sẽ rất đơn giản để lắp đặt cái đầu đèn này vào trong xe. Chỉ cần tháo cái đèn zin ra và gắn cái này qua cái chấu nó nối đèn ở phía sau này. Ở trong này chúng ta sẽ có bo mạch, và ở phía trước được thiết kế kiểu 2 tầng, một thiết kế khá phổ biến ở thời gian gần đây. Và ở mỗi tầng nó có 3 diode LED. Thì tí nữa mình sẽ gắn vào trong xe để xem thử cái độ sáng của nó như thế nào, để có thể thực sự sử dụng được hay không. Thì một trong những cái điều quan tâm nhất đối với những cái công nghệ đèn LED hiện tại trên xe máy đó là cái cường độ chiếu sáng cũng như là khả năng bám đường, hay là cái khả năng sử dụng thực sự được ở trong điều kiện đường phố hay là chúng ta đi đường trường, nó có an toàn hay không. Ngoài cái sản phẩm dành cho Exciter có mức giá 1,7 triệu này, thì họ có thêm những sản phẩm dành cho SH. Ví dụ như cái đầu đèn này để dành cho SH26 nè, nghĩa là cái đời cuối cùng gần đây nhất mà chưa sử dụng đèn LED. Ví dụ đời 27 của SH thì đã sử dụng đèn LED 2 tầng rồi. Hay là SH300i cũng đã để sử dụng đèn LED 2 tầng. Cái đèn LED này cũng là đèn LED 2 tầng và có tổng cộng 6 diode LED. Đây là đầu đèn dành cho 26. Còn đây là cái đầu đèn LED SH của phiên bản 2010-2012. Ở phía trong thì họ sơn màu đen. Nhìn cái chất lượng hoàn thiện của những cái sản phẩm GBAT này thì khá là ổn. Ở phía trước thì họ cũng sử dụng cái lớp kính chống chày. Những cái chấu phía sau thì được làm, nhìn chung là chấp nhận được đối với một sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Những cái đầu đèn SH thì có giá đắt hơn 100.000, 1,8 triệu. Đây là cái dành cho Exciter. Exciter thì nó có hai phiên bản, là phiên bản một phiên bản mạ bạc và phiên bản màu đen. Có hai phiên bản. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử lắp đặt và xem thử là cái độ sáng nó như thế nào. Mình có một chiếc Exciter 150 đã gắn cái đèn LED của GBAT 2 tầng. Thì đây là chế độ code thì là nó sẽ sáng 3 cái diode phía trên. Còn nếu mà chúng ta bật pha thì nó sẽ sáng cùng lúc 6 cái diode LED luôn. Đó, đây là pha code. Pha đèn pha thì nhìn chung là cái khả năng hội tụ rất là tốt. Mình nhắc lại là đèn pha GBAT LED 2 tầng dành cho Exciter 150 có giá là 1,7 triệu đồng, còn dành cho những chiếc SH nó sẽ có giá 1,8 triệu đồng. Thì tất cả những sản phẩm này đều được sản xuất tại Việt Nam, chất lượng cũng khá là ổn. Và hiện tại thì bọn mình đã gắn lên một chiếc Exciter 150 của mod Tài Hoàng, mod TDNC á. Thì trong thời gian sắp tới bọn mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về chất lượng cũng như là cái độ sáng của cái đèn này, các bạn chờ đón xem nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn.